shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Dũng ngoài đường, Dũng ngoài đường. Bên trái. Ui trời ơi. Ok, tôi vừa đứng món này. Một thằng bên ngoài. Bây giờ, đứng gọn ra chưa không? Đúng rồi, hợp lý. Dũng ơi, chậm một giây rồi Dũng ơi. Mình đã cố gắng mình hạ nó nhưng không kịp rồi Dũng ơi. Sorry bạn nhá. Đáng tiếc cho Dũng chạy trước ăn mạng và cái kết. Lần sau đừng chạy trước anh nha Dũng ơi. Không là lại xanh mộ bây giờ. Nhà Dũng nhỉ? Thì mình xem những cái trang bị nào mà mình không dùng thì mình vứt luôn đi anh em ơi. Để lấy diện tích cho cái ba lô đấy. Đạn súng tự lên hơi nhiều, lượm thêm siêu máu này. Đó. Hợp lý. Ba bông keo này. Thêm một ít đạn tiểu liên nữa. Ở đây cũng vậy này. Mình nghĩ là ba thứ máu hơi ít, mình sẽ lượm thứ máu nhá. Thêm hai thứ máu này. Ok. Bốn bông keo là ok rồi nha em ạ. Let's go nào anh em ơi, cùng kẹo tiếp tục săn bại nhé. Có một cái đứng giáp ở dưới à? Ok luôn. Để mình xuống đây coi. Xem mình sẽ ăn luôn cái đứng giáp anh em ạ. Ồ đây. Kiếm katana này ngon. Qua đây luôn nhỉ, chứ sao phải ngại. Ui, nhìn xanh lẹt như là mìn đấy anh em ạ, làm kẹo hơi sợ. Số điện thoại, tôi không có dùng điện thoại nên... Nên không cho được số đâu. Vớ va vớ vẩn, số không cho thì nó lại không cho, lại bảo là tôi không có dùng điện thoại. Ông lại chả mấy cái điện thoại. Mấy cái. Chả thế. Bạn này mấy cái điện thoại, hai cái đúng không? Một cái. Đâu, một cái Black Shark 2, một cái S8 Plus, ông lại bảo. Nhờ, Zikit nhờ. Đâu, đấy là ông bán Shark 1, ông đang còn S8 Plus với lại Shark 2 cơ mà. Ông lại cứ đùa tôi à? Tôi hơn ông có một máy chứ mày. Như vậy là còn lại 15 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha anh em. Mình tin cậu. Ok. Cố tông một luôn cho Dũng nó thấy anh em ạ. Thấy cái gì? Thấy cậu ánh tìm à? À đúng rồi. Nó thấy gì thế ta? Để mình coi nào. Nó thấy Phượng Hoàng lửa gánh tim. Đấy. Hay còn gọi là hỏa phụng à? Đúng rồi. Dark Phoenix. Không, Dark Phoenix là phượng hoàng bóng tối, còn đây là phượng hoàng lửa. Ông bị nhiễm series X-Men dĩ nhân à? Nó lại có cả Dark Phoenix. Ủa? Dark Phoenix mà. Không. Cái này là phượng hoàng lửa, not Dark Phoenix, ok. Nay anh Kim Cương nhưng mà vừa rớt. Mình qua đây xíu nào. Thế là còn lại có 14 đứa đây. Thì các bạn ấy cứu nhau nhanh quá. Bo 1 vẫn còn chưa thu xong mà Dũng đã bị đai rồi, thật sự là đáng tiếc Dũng ạ. Chúc bạn may mắn lần sau, goodbye siêu game letter. Rẻ tiền letter. Rẻ tiền gì? Sao bạn lại cứ bảo mình rẻ tiền như nào, vớ va vớ vẩn Dũng ơi. Không được nói đồng đội rẻ tiền như thế. Mình tưởng bạn đang còn sống cơ, quên, sorry. Thật sự là không biết okay. Dũng nó chết lúc nào cơ anh em ạ. Thế cậu chết rồi à? Đâu, mình vẫn đang quan sát cậu chơi. Mình thấy đầu nó đỏ, tức là cậu chết rồi à? Hi hi. Hi hi, quần quẹ. Đọc vào like xong mình sẽ đi. Qua đây mình xem, mình kiếm thêm đồ này. Ok, thêm đạn xuống trường, khá là ổn. Ra ngoài này kiếm thêm mạng thôi các bạn ơi. Ở ngoài đang băm rơi nên là chầm xíu nữa thì mình mới ra ngoài nhá. Wow. Let's go luôn. Ngoài này chúng ta sẽ có gì đây? Liệu choáng à? Liệu choáng thật sự là mình không có thích xài lắm cơ, và đổi qua luôn Ska. Sấy cho nó gắt anh em ạ. Ông ngắm một ít chưa có và mình vẫn đang phải xài ông ngắm 2X. Format cũng được thôi nhưng mà mình thấy Ska nó phê hơn. Dũng ạ. Cũng được. Mãi chưa đổi qua Ska. Quên anh em ơi. Quên mất. Đẩy lên bây giờ chết này.
Nét đâu? Chết làm sao được, bình tĩnh. Bình tĩnh Dũng ơi. Hay. Ui, lưu đạn. Lưu đạn trả chốc gốc cây xịt kìa. Ê, làm quả này lại. Chưa đâu. Cho làm sao? Ui vãi trưởng. Wow. Tôi mới là đứa bị choáng này. Tôi mới là đứa bị choáng này Dũng ơi. Thằng này mày chạy đâu? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Ui. Sự mông cao nhanh thế nhỉ? Nhanh thế nhỉ em ơi? Nốc từ nhà một em. Một đứa bình tĩnh bình tĩnh. Ơ? Đừng nói nó KS mạng của tôi nhá. KS rồi đấy. Cái đậu xanh. Lên bảng này. Mới dám chơi nhây với anh à? Thằng dưới đâu? À mãi một keo ở dưới. Chị nói chuyện nhỏ đấy. Đứng đây rút đồ là ok này. Quầy có ra này. Ngon thế nhỉ? Ông ngắm nhiệt này tuyệt vời. Ủa tao chơi... Chơi bắn cái súng điện không ạ? Đâu okay vậy ta, rồi. Tôi thấy mỗi cái bom keo ở dưới ấy. Bạn nghe thấy tiếng giọng của chị ok chưa? Wow. Kìa kìa. Nó đang canh tôi không ạ? Thank you Lê Hiền nhá. Canh cái gì ở đây? Bom keo trước mặt. Bây giờ ông ơi. Thấy người rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Làm sao? Nó chưa chạy lên đâu ạ. Tôi lên tròn tôi canh thì thằng này chạy một niềm tin và hy vọng nhá. Được rồi để coi. Được rồi để coi. Tôi mới lên được cái tròi này thằng kia. Nó xanh mộ rồi này. Ok lên tròi lên tròi. Thằng bé xanh mộ với mình luôn nha anh em. Không có một không op chim nha các bạn. Giờ các bạn nó chạy bằng niềm tin và hy vọng nhá. Kìa kìa, đu dây à? Nó đu cắp treo. Đu dây à? Uầy. Bắn cắp treo hướng này hơi sai, không bắn được. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh này. Hướng này hơi sai anh em ạ. Hướng này hơi sai rồi. Auto chảo được cơ. Auto chảo được cơ. Sáng qua anh em ạ. Mất dấu. Thôi. Chạy bộ thôi. Bé đu cắp treo phát đấy là hợp lý. Nó đu cắp treo thì kiểu chiều chéo chéo không ạ? Mình không bắn được. Hơi khoai pha này. Ui vãi trưởng. Ui ui đừng đừng. 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 Bùm cái gì. Đừng cái gì. Đâu đâu. Tôi chẳng thấy bị nổ chết gì cả Dũng ơi. Sao bạn lại chủ đồng đội như vậy. Chết sớm là ngồi chủ đồng đội là không có được nhá. Đừng như vậy nha Dũng ơi. Đấy là một hành động super rẻ tiền. Ông hiểu không. Nên là đừng như vậy nữa nhá. Chết sớm xong rồi đồng đội chết. Mình làm gì đâu. Thế cái hành động mà ông chết sợ ông rủa đồng đội chết nó là hành động gì hả Dũng? Mình bảo cậu chạy rất luôn thật nhanh mà. Đấy nó có phải là một cái hành động rẻ tiền không Dũng ơi? Từ từ mình còn máu cho nó full 100 máu đã anh em ơi. Mình vẫn đọc comment nha các bạn. Quay lâu rồi mình này. Anh sĩ. Mình đang chơi với sĩ này. Ồ, chưa thấy người đâu ta. 8 thằng nữa. Bây giờ là còn lại 6 này anh em. Kêu nhau nhanh quá nhỉ anh em. Thính kìa bạn ơi. Thính nhá, không ham làm câu ra rồi. Giờ đi soi cho nó thôi. Tôi không phải nái một bài đâu các bạn. Soi cho nó thôi chứ quan tâm gì dăm ba cái thính hả Dũng ơi. Đang chơi với xịt kẹo này các bạn. Kệ vậy mình qua phía này coi. Ồ oh. Đây rồi anh em, chúng ta sẽ có được gì đây? Lựu choáng à? Kệ đi, qua bên này. Sĩ rẻ tiền. Chưa thấy thêm ai khu này nữa cả. Ơ, sao bạn lại bảo mình sĩ rẻ tiền? Đâu, các không bạn được. Thế mình đọc lại. Không được, Dũng ơi, đừng như vậy. Anh em chơi đàng hoàng, ông lại bảo là sĩ rẻ tiền. Thính có người. Như thế là không này. Có được. Để thính kìa. Kệ đi, thính không có ai đâu. Lên tròi đi Dũng ơi. 10 giờ 10 rưỡi nghỉ các bạn. Lên tròi pha này là hợp lý này, Dũng này. Quá hợp lý luôn chứ này. Thính kệ thôi ngồi đây, đấy. Thủ tròi là quá hợp lý tuần này. Tôi á, thủ đâu, ngồi xem xung quanh thôi. Anh chơi với Hoàng Minh, tôi không còn like nha các bạn ơi. Bo thì càng ngày càng nhỏ lại rồi anh em ơi. Một xíu nữa, tầm khoảng là 17 giây nữa thì vòng an toàn sẽ thu lại nhá. Mình ngồi tạm đây cho đến khi bo thu nhá. Sĩ like trên đâu like các bạn. Đang xem là có thằng nào nó lậm thính hay không thì mình sẽ xúc nó luôn anh em ạ. Đây đây.
Mấy giây nữa bao thu rồi? Chờ bao thu rồi vào. Hai đồ nhà người ta đẹp Đây trai rồi này. đấy. Không ăn thua. Thấy chưa? Chú Ui. Vào nhà dùng ạ. Nó chui vào nhà vệ sinh rồi. Thôi cậu hết cửa ăn rồi. À đủ. Thôi kệ nó vậy. Ui ui. Mấy ông kia đang ở trong bo kêu nhau. Một đứa đang ở dưới gần nhá. Trận này top 1 thôi nha các bạn ơi. Một đứa đang chắc chuẩn chắn câu lên ông ơi. 100 Câu liệu có. Ê, Thằng này coi chừng ngay bị chỗ hạ. Ok ok biết rồi. Nó Thằng câu này lên, coi nó câu chừng lên. bị thằng ở nhà vệ sinh hạ nhá. Hai thằng Đậu xanh. cùng team thì sao? Cùng team á. Thế hơi căng rồi. Thế hơi căng rồi. Dũng ơi, thế hơi căng rồi. Làm sao đây? Nhảy xuống kia, nó Làm nhảy sao xuống đây? kia. Sao bông keo à? Qua đây, qua đây. Nét ra. Không có lưu. Ui, nó lém lựu xa thế. Không có lưu. Không ơi. Tôi bảo là không có lựu cơ mà. Làm sao đấy? Hai. Lên bảng. Bơ phải. Thằng trong nhà vệ sinh vẫn đang trốn. Chờ xin kẹo chơi xong nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ làm trận mới. Thằng trong nhà vệ sinh vẫn đang trốn đúng không ơi? 42 giây nó bo thu. Xem mày trốn được Bây bao giờ nhiêu cậu lâu. nghĩ đi. Bây giờ cậu đứng ở trên trên cầu hay Ở là dưới, ở dưới. ở dưới tí phải bơi. Ở dưới là hợp lý, bật phản lướt lên, đâu phải bơi đâu. Đứng ở trên cầu xong tí Kìa kìa phải kìa, phải một đứa bơi này, qua một đứa bên này, một trái đứa bên này, một đứa trái này, biết rồi, biết rồi. Bên trái bên trái. Bây giờ ông ơi, bây giờ ông ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh Dũng ơi. Nó Ô, chân thằng đứng này lên ngồi bóng xuống toàn à. chắc rồi. Ok. Nó đang Xanh đổ chân bóng đứng lên ra ngồi đi. xuống, bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải vội ông ạ. Không đứng bên đấy thì mình đứng bên này. Ok. Vẫn canh một đứa nhà vệ sinh nữa mà. Không vội lắm. Mình nghĩ bạn lên trên thành cầu trong tí nhảy xuống nước là hợp lý. Tí nhảy xuống nó lại sấy cho. Không được, không được, không hay lắm. Nó không bơi ra đâu, yên tâm. Đây này, một đứa ở dưới nữa Ê, này. một thằng đang Một đứa ở bơi dưới nữa kìa. này. Đúng rồi này, đông quá. Dũng ơi, thấy chưa, thấy chưa. Ông thấy chưa, Dũng ơi, thấy đông chưa. Cái bò thu đẹp thế không biết. Bật phần lướt lên anh em ơi. Sĩ kẹo không trả tiền, đúng rồi. Sĩ kẹo không trả tiền, chỉ cứ ăn đi thôi em ơi. Gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy làm sao đấy? Hai hai hai. Một đứa xong bông keo nữa ông ơi. Bình tĩnh, qua đây em ơi. Nó vào bó rồi. Bò bò rồi á? Thất đi kinh rồi. Đừng nói là ở trên nhau. À đây. Chỗ này Dũng. Bơi kìa, bơi Chỗ này kìa. Dũng này. Bơi này. Lên đây. Lên đây. Hay quá nhỉ. Hợp lý. Thằng Trận cuối này chắc top đang trên 1 rồi. cầu. Bình tĩnh, còn thằng cuối nữa. Chắc đang trên Trận cầu, này chắc đang trên cầu. top 1 rồi các bạn. Top 1 Ở nha. dưới cầu có lợi hơn pha này nhá. thằng cuối đâu, đang có 20 mét xem rồi Dũng ơi. Ui, đằng sau, Với đằng vãi sau, trưởng đằng này sau. sau á. Thôi 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 thôi. Ghê vậy Bông đừng. keo ra. Đừng, bóng keo dưới nước sao dựng không? Bật phát nước lên dựng được mà. Bình tĩnh. Dựng được nữa hả? Dựng được Sao kìa, tôi nó không thấy dựng nó được nhỉ? kìa. À đây đây bên này à? Ôi vãi trưởng, dựng được á? Thật không? Thật, dựng ra. Ok, bình tĩnh. Đây làm gì mà căng. Ok. Dựng bông keo này. Ôi vãi trưởng. Ngồi xuống không ngồi được. Khoai thế Nằm ông ơi. xuống. Không làm Nằm. được. Không làm được, không làm được, không làm được, không làm được. Hơi khoai, khoai dùng ạ, hơi khoai dùng. Bắn nó. Bình tĩnh đây. Bây giờ bắn nó này. Ôi vãi trưởng, bắn nó thì bị thụt. Thôi thôi. Bơi vào là chết. Thôi sao, gãy cánh rồi, đã rất cố gắng nhưng mình chỉ dừng lại ở top 2 thôi. Dũng nó ngồi nó đai sớm xong nó cứ ngồi nó phán tôi anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.